Xin chào quý khán thính giả đến với phần 57 chương trình Việt Nam quê hương tôi. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này, Phương Anh sẽ giới thiệu đến quý vị diễn biến tình hình đất nước ta thời kỳ suy tàn của nhà Mạc. Kính thưa quý khán thính giả, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào mùng 3 tháng Giêng năm 1592, Trịnh Tùng lập đàn tế cáo trời đất, Thái Tổ Cao Hoàng Đế và các vị hoàng đế của bản triều cùng với các vị thần linh núi sông thề sinh diệt giặc để phục thù, khôi phục cõi đất của triều Lê. Khi đại quân kéo đến bờ phía tây Ninh Giang, Trịnh Tùng ra ba điều buộc quân lính phải tuân giữ. Thứ nhất, không được tự tiện vào nhà dân mà hái rau, kiếm củi. Thứ nhì, không được cướp của cải, đồ vật và đẳng cây cối. Thứ ba, không được hiếp phụ nữ và giết người vì thù riêng. Kẻ nào vi phạm những điều cấm trên đây sẽ trị theo quân luật. Ba quân nghe theo lệnh, nghiêm chỉnh đội ngũ xuất hành. Quân chạy đến đâu, nhân dân vẫn an cư ở đó. Họ tranh nhau đem rượu và trâu bò đến đón quan quân. Trịnh Tùng đốc xuất quân lính sang sông. Khi Tùng chạy đến chùa Thiên Xuân, chúa Mạc là Mậu Hợp lo sợ, bỏ thành Thăng Long, qua sông Nhị, đóng ở xã Thổ Khói, để các đại tướng ở lại chia nhau đóng giữ các cửa thành Thăng Long. Tùng chia sai các tướng là Hoàng Đình Ái và Nguyễn Hữu Liêu, quản lãnh quân và voi, hẹn định ngày phá các cửa thành. Còn Tùng thì tự đốc xuất quân và voi ở Đại Doanh tiến đến phường Hồng Mai. Bây giờ, Mậu Hợp tuy đã qua đò sang Bắc, nhưng vẫn cậy có sông dài hiểm trở. Sai Mạc Ngọc Liễn, Bùi Văn Khuê, Nguyễn Quyện và Trần Bách Niên cố thủ thành Đại La. Còn mình thì thống xuất thủy quân, dàn hơn 100 chiếc thuyền thành thế trận giữa sông Nhị Hà để làm thanh thế cứu viện cho quân trong thành. Nguyễn Quyện đặt quân mai phục ở ngoài cửa cầu Dền, dàn súng Bách Tử đại pháo để phòng. Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, các tướng chia đường tấn công từ giờ Tỵ đến giờ Mùi chưa phân được thua. Tùng lại đốc xuất quân sĩ cố sức chiến đấu. Quan quân xuyên qua lũy, trèo lên thành, đua nhau xông lên trước, đánh phá được 3 lần cửa lũy ở ngoài thành. Quân Văn Khuê và Bách Niên rối loạn tan chạy. Ngọc Liễn sợ hãi cũng trốn. Thừa thắng, quan quân đồng thời cùng tiến, đốt cung điện và nhà cửa ở ngoài thành, khói lửa mù mịt cả khoảng không. Phục binh của Nguyễn Quyện không kịp nổi dậy, đều bị quan quân giết sạch. Hôm đó, thây giặc ngổn ngang chồng gối lên nhau, quan quân chém được hơn vài nghìn thủ cấp địch. Tướng giặc bị chết đến vài mươi người, khí giới tước được chất cao như núi. Mậu Hợp thu nhặt tàn quân, giữ dọc sông dài để phòng thủ. Bấy giờ uy thế binh lực của quan quân vang dậy lẫy lừng, Nhị Hà trở tay lại là đất của triều đình nhà Lê. Chúa Mạc là Mậu Hợp, ngày ngày say đắm tửu sắc. Nguyễn Thị là con gái của Nguyễn Quyện và là vợ của Bùi Văn Khuê, được Mậu Hợp ưng ý vì nàng có nhan sắc nên muốn giết Văn Khuê để chiếm lấy nàng. Văn Khuê biết chuyện, bèn đem quân bản bộ tự ý rút về gia viễn đóng binh. Mậu Hợp sai quân đến Bắc, Văn Khuê sai con trai là Văn Nguyên chạy vào Thanh Hoa, dâng lễ đầu hàng và xin cứu viện. Trịnh Tùng bèn sai Hoàng Đình Ái lãnh quân tiến lên trước, đến Làng Bái và Lạc Đình thì Văn Khuê đem quân bản bộ ra đón tiếp. Đình Ái sai Văn Khuê tiến quân đóng giữ bến đò Đàm Giang, quân Mạc bèn lui giữ sông Thiên Phái. Tùng quản đốc đại quân kéo ra Trường Yên, Văn Khuê đến ý kiến, được Trịnh Tùng phong tước vận công, cho quản lãnh binh mã và thuyền chiến của bản bộ, xung làm toán quân tiền đội cầm cự với quân Mạc. Nghĩa Quốc Công không rõ tên họ, tướng Nam Đạo bên Mạc đóng quân ở sông Thiên Phái, giữ bến đò Đoan Vĩ, đắp lũy để chống giữ. Tùng sai Văn Khuê lén dời binh thuyền ra cửa sông, rồi trên và dưới cùng đánh kẹp lại. Quân Mạc tan vỡ, chạy trốn. Quan quân tước được 70 chiếc thuyền và vô số khí giới. Tướng Mạc là Trần Bách Niên đem quân bản bộ đầu hàng. Trịnh Tùng đã phá quân Mạc, tiến đóng Bình Lục, rồi kéo đến bãi Tinh Thần thuộc Thanh Oai, đóng dinh trại. Tướng Mạc là Ngọc Liễn, dàn quân lính và thuyền chiến để chống cự. Quan quân tiến đánh, phá được địch. Ngọc Liễn bỏ thuyền chạy lên Tam Đảo. Quan quân thừa thắng, rủi dài đến cửa Nam Thành Thăng Long, đóng quân ở bến cỏ, bắt được chiến thuyền của Mạc đến hàng nghìn chiếc. Mậu Hợp chạy đi kinh thành thuộc Hải Dương. Tùng hạ lệnh răng cấm tướng sĩ không được vi phạm quân lệnh, đồng thời lại chiêu an, bổ về cư dân. Các cửa huyện ở vùng phía bắc sông Nhị như Thuận An, Tam Đái và Thần Hồng đều đầu hàng cả. Tên Liêm không rõ họ, đầu sỏ của giặc Thái Nguyên, cũng đem 5.000 đồ đảng ra hàng. Tùng lại đem quân truy tỉ quân Mạc, Mậu Hợp bỏ quân danh chạy trốn.
Quan Quân thu được vàng bạc, của cải, đồ vật và phụ nữ không sao kể xiết và bắt được mẹ của chú Mạc đem về. Bây giờ, quân Mạc nhiều lần thua trận, Mậu Hợp bèn lập con là Toàn làm vua, coi quản việc nước. Đổi năm này là năm Vũ An thứ nhất, Nhâm Thìn 1592. Mậu Hợp tự làm tướng, quản đốc binh mã để chống và giữ. Tùng chia quân tấn công tướng Mạc là Kính Chỉ ở Thanh Hà, phá được địch. Bầy tôi nhà Mạc là Đỗ Uông, Đồng Hàng, Ngô Tháo và Đàm Văn Tiết, 17 người đều đến cửa quân xin đầu hàng. Sau đó, Trịnh Tùng tiến đóng quân danh tại xã Tranh Giang thuộc Vĩnh Lại, sai Phạm Văn Khoái ai nấy quản lãnh quân và voi, đánh dẹp các huyện Yên Dũng, Võ Ninh thuộc Kinh Bắc. Mậu Hợp bỏ thuyền lê bộ, lẫn trốn vào chùa thờ Phật ở huyện Phường Nhãn. Quan quân đuổi theo, được nhân dân thôn quê vùng đó chỉ dẫn, bắt sống được Mậu Hợp, cho chở lên voi đem về Thăng Long, bêu sống 3 ngày, rồi chém ở bến Bồ Đề. Chặt đầu đem về hành tại Thanh Hoa, dân tin thắng trận. Thủ cấp Mạc Mậu Hợp bị đóng đinh vào hai mắt, bêu ở chợ. Quý vị vừa theo dõi diễn biến nước Việt dưới thời kỳ suy tàn của nhà Mạc. Trong chương trình tiếp theo, Phan sẽ gửi đến quý vị những chuyển biến mới khi Trịnh Tùng có ý lấn át vua Lê. Mong quý vị cùng góp ý với chương trình để có thêm nhiều tài liệu lịch sử chính xác về dân tộc mình. Mọi đóng góp xin gửi về vietweb@rfa.org. Phương Anh xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong phóng sự kỳ tới.